Bây giờ tiếp tục mình sẽ làm cái hình này nha các bạn. Đây là một cái hình mà mình được anh bạn đồng nghiệp của mình anh kêu là bây giờ hình này cho cái đứa ảnh nhìn đàn ông hơn, đàn ông hơn rồi, với lại bạn nhìn thấy là ảnh hút thuốc đúng không, nhưng mà lửa nó ít quá, anh kêu là cho sáng lên kiểu khói vai nghi ngút lên nữa nhìn cho nó mấy đàn ông ngày ngày hạ tấn thôi cái kiểu. Thì bây giờ mình xem xem chắc sẽ làm cho nó cháy lửa cháy khói rồi là cái thứ. Bây giờ chắc bắt đầu là mình sẽ mồi cho ảnh một miếng lửa để lửa vô. Không, lấy cục lửa dài dài đây cùng đây. Ủa vậy đây đây lửa hơi bị dữ rồi. Lửa này là phòng mỏ luôn á. Đúng rồi đó. Chưa đủ. Cho anh thêm miếng lửa nữa. Cháy luôn. Cái cục tẩy đó là đây. Ây sao mà tẩy được ta? Không, em xóa ở đây thôi. Các bạn thấy người đàn ông nóng bỏng chưa? Mày xóa mạnh dạn lên coi. Thôi lấy bình này cho dễ. Vậy là hút thuốc hồi xưa rồi. Sao bây giờ người ta hút bình ga mà. Bây giờ cho ảnh là trung tâm của vũ trụ luôn. Bây giờ anh trở thành là nguyên nhân của tất cả các vấn đề luôn rồi đó. À, để ổng trước đống lửa. Đàn ông bong bóng phải vậy. Để bước ra từ đống lửa. Xe nữa mẹ bánh gì vậy ta, gì nữa ta. Đây là thành quả của tụi mình đã nghiên cứu để biến cho anh đồng nghiệp của mình trở thành người đàn ông nóng bỏng. Các bạn, đàn ông nóng bỏng bây giờ là thuốc là xưa rồi, bây giờ phải hút bình ga nha các bạn. Và bây giờ đã nóng bỏng rồi thì phải có xe bốn bánh để mình cho anh chiếc xe đó. Đàn ông bây giờ là phải vậy. Cái hẹn các bạn ở clip lần sau.